chuyện với thầy chút luôn. Cho thầy nói chuyện thầy với tôi không? Dạ. Anh muốn nói chuyện với thầy một chút không? Dạ, dạ rồi. Thầy chuẩn hả? Dạ. Anh đó. Dạ, dạ mong Phật. Dạ, dạ với Đà Phật. Dạ, chào chú. Dạ, với Đà Phật. Dạ, chào chú ạ. Dạ. Dạ, mình thấy khỏe. À, chú có khỏe không ạ? À? Dạ.